giúp hay là hại người. Sáng mình có được một bạn hồi cấp 2 thì nhắn tin cho mình vay có 1 triệu thôi. Thực ra với 1 triệu mình thì nó chả là cái gì cả. Nhưng mà mình được nghe một số bạn bè nói một số cái feedback về bạn đấy không được ổn về tệ nạn xã hội. Cho nên mình quyết định mình không trả lời và mình sẽ không giúp bạn ấy. Vì mình nghĩ là giúp chính là hại người ta mà. Để cho người ta có thể mua đồ người ta dùng thì đấy là hại người ta, chứ không phải là mình đang đi giúp người ta, đúng không? Thì trong cuộc sống ta có rất nhiều câu chuyện mà chúng ta đã phải trải qua. Nhiều khi giúp nó lại làm hại người ta. Quay trở về quá khứ một tí, nếu mà ngày xưa khi mà mình gặp khó khăn chẳng hạn, khi mà lúc đấy mình đang bị vướng vào lần quần nợ nần cờ bạc, nếu mà những người giúp mình thì đúng là lại chính là hại chính bản thân mình. Và rất may mắn là nhiều người không giúp mình thì mới có mình ngày hôm nay. Thì trong câu chuyện xã hội chúng ta cũng thế, không phải lúc nào chúng ta cũng nên giúp khi người ta cần, dù chúng ta có khả năng. Chúng ta phải biết phân định được là cái người đấy có đáng để chúng ta giúp hay không, và cái việc chúng ta giúp nó có xứng đáng hay không các bạn ạ. Chứ không phải là chúng ta có điều kiện ai nhờ chúng ta cũng giúp. Tôi chia sẻ một cái trường hợp, tức là hôm trước ở quê mình thì gọi bố con ấy, thì bạn ấy nhận được khoảng hơn 10 triệu cái tiền hỗ trợ của VTV. Sau khi phỏng vấn hai vợ chồng vì cái trường hợp của Chiến như thế nào thì mọi người có thể xem cái kênh Gia Đình Gấu Tích Cực để biết nhá. Và Chiến không dùng cái số tiền đấy để phục vụ cho mỗi cá nhân, mà Chiến lại đi để quyên góp từ thiện ủng hộ cái người khó khăn hơn. Thì mình thấy con mình đăng lên thì mình nhắn tin, mình hỏi là thế cái trường hợp đấy như thế nào, hoàn cảnh ra sao, sao khó khăn như thế, thì bây giờ mình cũng muốn tìm hiểu để mình giúp mà. Nhưng mà bây giờ mình cũng đang không biết xử lý như nào với cái trường hợp đấy. Tức là bà thì rất là vất vả, các con thì không có, bây giờ các cháu thì lại hư hỏng. Tức là nếu mà mình có mang tiền đến mình đưa cho bà thì các cháu họ sẽ lấy hết của bà để nó ăn, nó tiêu hết. Đấy, tức là những đứa cháu, mình cũng rất buồn khi mà có những đứa cháu kiểu giáo dục không được tốt như vậy, thì cũng rất là đáng thương. Thương nhất là người bà. Thì chắc là mình sẽ có một cái cách nào đấy, mình về đấy địa phương mình sẽ ủng hộ bà và sẽ gửi tiền hoặc là gửi cái gì đấy để cho người ta có thể mang hoặc là quy đổi ra sản phẩm. Chứ mình không đưa tiền nữa, đưa tiền thì các cháu nó dùng hết, nó chơi điện tử hay là nó thế này thế kia. Cho nên là quy đổi ra sản phẩm, ra cái đồ có thể dùng được để bà có thể dùng, chứ không thể bán mua hay cái gì được cả. Nhờ một người hàng xóm này họ đưa dần sang cũng được, đúng không? Đấy, thì trong cuộc sống khi mà chúng ta muốn giúp ai, chúng ta phải tìm cách giúp nha. Đó là cho không bằng cách cho. Thì chúng ta muốn giúp người ta, chúng ta phải hiểu là người ta dùng cái số tiền đấy để làm gì. Thứ hai, cái hoàn cảnh giúp và phải giúp như thế nào để nó đạt được hiệu quả. Đấy, đấy mới là cái quan trọng các bạn ạ. Và đừng tiếp tay cho giặc nếu mà chúng ta thấy nó có vấn đề nhá.